làm người quý ở chỗ tỉnh ngộ. Những thứ mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta đều giống nhau. Đâu có ai dưới chân mà không có gập ghềnh. Đâu có ai trong đời mà chưa từng gặp sóng gió. Bởi vì trắc trở là bản chất vốn có của cuộc sống. Làm người quý ở chỗ tỉnh ngộ. Nhìn thấu được những điều được mất, không ngừng làm mới bản thân, đi sai đường nên biết quay đầu. Nhìn sai người nên học cách buông tay.